The film, sir. Okay. Cho cái em này nó là một trong những nhân viên chính ở đây, xin nó dẹp chạy, nó xin một năm bao người xin tiền. Đẹp này. You hold this microphone. You hold this for me. Especially, of course you are. Yeah. Muốn một người chuyên lo cái này, họ phải là người suy nghĩ ra những sinh hoạt cho người già được vui, được thoải mái mỗi ngày, không có để cho họ ở trong phòng, phải dẫn họ ra cho họ hát, cho họ chơi game, cho họ sinh hoạt, chứ không có để họ trong phòng, họ sẽ bị thụ động và trầm cảm. Phải đem họ đây. Đến khi đại học. Quá chương trình hoạt động. Thank you.
tệ đâu. Hiểu không? Mình đầu óc mình bận lắm, không có tệ, chỉ cái thân tệ thôi. Cái này là thân bệnh mà tâm không có bệnh. Đúng rồi. Thân già. Đi tự còn tự nấu ăn nhưng mà tự còn tự nấu ăn tự. Đây là phòng của một người tự túc à. Là có bếp, có phòng ngủ, có phòng khách. Đây là phòng của một người tự túc. Đó là tự lo đó. Dạ. Tự lo đó. Không không có thân phận này. Thôi nhưng mà đừng la bắt giờ kia. Bữa hôm còn có cái ghế massage chính phủ cho nữa. Nhà mà cho mấy đứa mắt gần này. Massage không thèm nữa. 25 tuổi chứ biết không? Dạ. Rồi ăn được. Con cô qua đây bao nhiêu năm rồi? Còn bây giờ con qua từ năm 85 ạ. Rồi. Lấy cái đĩa hả? Lấy cái đĩa cho bà. Lấy đĩa làm gì? Dạ phải làm đúng pháp. Rồi làm từ thiện ha. Rồi ok rồi để đây. Rồi ba muốn cúng dường mà qua từ lúc. Có làm dấu chưa? Không không bốn thầy ba ngày thôi còn tụi con ở đây mà lo gì. Và thường với chân mà trong học mà là không được lắm rồi. Này hòa thượng nhận tiền này của con trai bà là thủ tướng Canada Trudeau phát lương bằng mỗi tháng. Bà thường mới quý thầy rồi qua mà rồi giờ bước vô nhà để bước chân là trong nhà là con là con gốc nước rồi. Còn ăn được không? Năm tới là mình kéo không? Quý quá Dạ, tấm của ba án là đi mau tới lắm. Dạ, đi từ mấy phương năm rồi và thôi từ đi từ. Dạ. Mà cuộc sống là ăn ngày ăn rất là đơn giản, mà chính cái đơn giản đó, nó mới khỏe như vậy. Còn ăn tạp nhạc như mình là không phải đâu. Dạ, ăn đơn giản lắm. Mấy chục năm nay hồi đi lên chùa Công Quả là sáng là miếng tàu hủ trắng tham lên mà không có là miếng bánh mì chút xíu cà phê sữa là xong, ăn cơm muối mè, ăn rau luộc là thôi, chiên xào lết ăn lắm. Ăn khỏe lắm, ăn chơi trường mấy mươi năm nữa. Chiều là coi như lúc nào tới con mà tới đây thì 5-6 giờ là tay cầm xuống chuỗi, không ngày nào bỏ. Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Ai hơn Nam Mô A Di Đà Phật hơn đâu. Nhớ không? Thôi bác đứng vào đây này, bác đứng vào đây chụp hình với bà thượng tấm nha. Dạ. Thôi khỏi đâu. Lấy áo đầm thì đấy, áo đầm. Rồi được rồi. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc bà Phật tử tốt thiền, sống lâu trăm tuổi, luôn luôn niệm Phật mỗi ngày, nhớ chưa? Niệm Phật cho mình, niệm Phật cho con cháu, niệm Phật cho mọi người, niệm Phật cho tổ quốc, niệm Phật cho chúng sinh đấy. Niệm Mô A Di Đà Phật. Niệm cho tất cả chúng sinh đấy. Đây nhà mình xin mỗi phòng này không cái túi nó có mấy cái gì đó bao lâu
à, ba mẹ khổ với khổ. Ông bữa nay là thọ 100 ông cụ cổ ngồi năm nay là 100 tuổi rồi, bà cụ cổ vẫn còn ở đây, hai ông bà ở đây hết. Cô là một trong những người con lớn, năm nay cô 70 chứ, 70 cô 70 tuổi, còn ông già là 100 tuổi rồi. Ba gia đình ba người đều ở đây hết. Rồi, quay lên đây với bà ơi. Đây, bây giờ đây là một cái phòng của một bác Phật tử của chùa mình không? Này, bác tên là Hùng. Hùng Nguyễn Thị Hùng, Pháp Hùng Diệu Từ. Này, ông nghèo bác cho bác xin bác vui. Chụp cái hình cho bác đi không? Bữa nay thầy treo cái này cho bác Diệu Từ nè. Đi rồi. Ở đây là mấy bác đi tới luôn tập thể dục. Dạ rồi. Đỡ pháp danh. Ở trên này là tất cả phòng ở đây là phòng thực phục hết, giống nhau hết. Mọi phòng thì có nhà bếp. Ông bác có nhà không? Cô? Ba có nhà không? Ba có nhà không? Có. Tất cả. Anh. Tiên. Ông có nhà không cô? Ông có ở đây không hay là bên kia? Ở đây hả? Nam mô A Di Đà Phật. Nó 100 tuổi nó chóng mặt đấy, rồi con làm thế này 108 cái kiểu như được Phật mẹ, cho nên nó tiếp tục sống đấy, tiếp tục sống đến bây giờ. Vợ con bây giờ đã đau phải chung non và chăm sóc Phật lên con niệm như thế này là mở gì hết chưa. Nam mô A Di Đà Phật, cái chỗ cả đêm cả ngày. Nếu mà không dậy thì con chết. Bác ăn chay trường bao nhiêu năm rồi? Dạ. Ăn chay trường bao nhiêu năm rồi? Dạ. 63 năm rồi. 63 năm ăn chay trường. Dạ. Nhà con mỗi một vị Bồ Tát thánh đáng để con lạy. Dạ. Mỗi bảy giờ mỗi tối đó. Bác Hồng Danh Bảo Sám, lại Hồng Danh Bảo Sám á, 88 vị. Dạ, 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 dạ. Linh lắm, đúng không? Dạ, con trồng A Di Đà Phật. Hoa nghiêm nó có mấy chữ. Con là người dục bất tư nghị. Được bất tư giải thoát, nó được có mấy không đó. Không, đây, mỗi ngày là lại Hồng Danh Bảo Sám, đến bây giờ vẫn lại. Và thường biết á, là đi xe bus không? Đi đâu là đi xe bus? Tập thể thao đó, buổi sáng lên 5 giờ tuổi dậy. Tập cây ngoài là 5 tuổi mà thấy lưng.
Con tập từ 18 tuổi, 18 tuổi đến bây giờ đó. Hồi 18 tuổi con ở Huế, con sinh ở Huế mà. Con đi chiêm ngưỡng mấy người ngoài thượng. 80 mấy tuổi, 90 mấy tuổi, mấy vị hòa thượng không ra tiếp, con mới hỏi. Con 18 tuổi rồi, cũng tại làm sao? Nói vì ngồi thiền nhất. Sau khi con quy y cái ông đại sư phụ ở bên Tàu qua đây, từ bây giờ con bây giờ 25 tuổi, tại làm sao con đi chữa ngồi các vị ngồi thiền Việt Nam ai cũng nói cái chân mày đi không được. Rồi ngồi thường mới nói mấy người đó chưa biết ngồi thiền phải tập thể thao, phải tập võ, phải lên núi. Các vị ngồi thường ở bên Tàu sáng sớm 5 giờ này nhảy lên cái buồng, nó sẽ thật phấn nhảy lên để làm sạch sẽ. Tôi hỏi mà thầy, con cũng nhờ cái vị thầy đó, vậy thầy đó lấy hết điều kiện hoài nghiệp. Thấy quen quá. Hello, Pháp Luân. Đời trước. Huế. Huế. Cậu sinh tại Huế mà. Cậu sinh năm mấy nhớ không? Nhớ thường. Năm 900. Hai chiến. Cậu tìm thức. Cậu tìm ăn thôi. Cậu tìm thức. 32. Trung đội 32. Dạ, giờ năm nay là 102, 100 tuổi rồi. Giáp Tý mà. Giáp Tý. Dạ. Đúng rồi, con. Bình thường là thiền tâm đó. Hoặc là thiền tâm. Cũng là Giáp Tý. Thiền tâm là đến. Dạ. Hôm nay các ngài để đến có chuyện gì? Đến thăm. À? Đến thăm bác. Đây. Bác nhớ bác pháp danh gì không nè? Nói mà được nghe pháp danh gì. Pháp danh gì nhớ không? Pháp danh gì? Dạ. Đặt mấy em. Dạ, thấy quen quá. Bác tên là Dương Kim phải không? Dạ. Phải tên Dương Kim không? Tên Dương. Gì? Pháp danh là Dương Thành Trí. Dương Thành Trí. Dương Thành Kiên. Tên là Dương Thành Kiên. Pháp danh là Thành Trí. Dạ, dạ, dạ. Thôi bác đi vô nghỉ đi nha. Con muốn hỏi vị thầy này. Hồi vị thầy này đến thuyết pháp cho con thì đâu có lớn con vậy. Tu cái pháp gì mà nó lớn hả con? Tổng trăm rồi đó. Trăm 32 mà. Giáp Tý. Hai này đâu? Huh? It's the magician glasses. Oh, that's all. Bring it down. Hai nhớ đi, vô nghỉ đi.